PCK nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là tải Liên Minh Tốc Chiến trên PC nhé, hoặc là trên máy tính nhé. Thì đầu tiên thì bạn vào góc góc nhé, thì bạn tìm cho mình là LD Layer. Thì cái LD Layer này là một cái giả lập nhé. Đấy, thì mình tìm LD Layer, thì mình kéo xuống thế LD Layer.net nhé. Đấy, thì cái link này mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn nhé. Đấy, thì mình nhấn vào download LD Layer này. Mình sẽ luôn ở mục D nhé. Thì mình sẽ tự tạo cái file cho nó, auto lưu cho nó luôn nhé. Thì cái này các bạn khỏi cần tạo cũng được, sẽ tự tạo cho các bạn thôi. Thì mình thì thích gọn gàng cho nên mình tạo như vậy thôi. Đấy, thì mình save lại nhé. Đấy, thì mình sẽ sau khi đau xong các bạn mở lên nhé, bạn vào cài đặt nhanh luôn nhé. Đấy, thì bạn đợi cho nó tải thôi. Mình thì sẽ tua nhanh qua khúc này luôn nhé. Đấy, thì nó đã tải xong rồi, thì nó sẽ tạo hai cái icon ở ngoài cho mình luôn nhé. Đấy, thì nó cài đặt xong rồi nó sẽ tự tạo cho mình hai cái icon ở ngoài luôn nhé. Thì mỗi lần chơi thì mình chỉ cần nhấn vào cái LD layer bên dưới là được nha. Đấy, thì mình sẽ khởi động luôn. Đấy, bạn đợi cho nó lon nhé. Cái bạn nhỏ thì mình tắt đi luôn nha. Các bạn đợi cho nó lon xong khúc này thì mình sẽ tua cho nó qua. Cái này lon cũng nhanh mà, thì mình khỏi tua đi. Thì sau khi tải xong rồi thì các bạn đợi xíu nhé, đợi xíu cho cái LD layer này nó cập nhật hết mấy cái phần mềm nhé. Đấy, thì nó đang cập nhật phần mềm đấy. Mình đợi chừng 2 3 phút gì là nó cập nhật xong hết nhé. Đấy, thì nó đang tải nè. Đấy, thì tới nó hiện cái khiên này lên là được nhé. Đấy, đã cập nhật xong rồi. Đấy, mình xóa đi nha. Thì mình bắt đầu vào tải game nhé. Mình vào trước tiên mình sẽ kéo cái CS Play ra nhé. Mình sẽ nhấn vào CS Play này, nhấn trái của CS Play nhé, để mình đăng nhập vào nhé. Đấy, thì sau khi vào thì nó sẽ có giao diện này, mình nhấn vào đăng nhập nhé, nhấn vào đồng ý này. Thì mình đợi tại xíu đấy, xong rồi mình đăng nhập tài khoản mình vào nhé. Đấy, thì sau khi đăng nhập thì mình nhấn vào tiếp theo nhé, nhấn vào tôi đồng ý này. Đấy, tài khoản mình là tôi đồng ý này. Xong rồi mình nhấn vào xem thêm nhé, chấp nhận này. Đấy, thì ra tới đây thì cái giao diện của nó y như là bên điện thoại thôi. Xong rồi mình sẽ đào cái Face ID nhé, tại vì nó chưa có phiên bản cho Việt Nam chơi đâu. Thì mình đâu về VIP nhé, mình tìm được Wiki này, VPN nhé. Đây, Enter này. Nó trên là cái Wiki, mình bị nhầm xíu nhé. Đấy, thì là cái này đây bạn, thì bạn nhấn vào nhé. Xong rồi bạn nhấn vào cài đặt nhé. Đấy, nó tên là Kiwi nhé. Thì mình nhấn vào cài đặt luôn nhé. Thì bạn đợi xíu cho nó tải nhé. Thì nó tải cũng nhanh thôi. Cái này thì nó rất là nhẹ thôi, nó cũng nhanh thôi. Đấy, thì mình đã tải xong rồi nhé. Thì mình tắt cái này luôn, tắt cái ô vuông nhỏ này. Đấy, thì mình trở lại cái giao diện màn hình chính nhé. Đấy, mình nhấn cái nút thoát ở trên này này. Đấy, thoát ra. Xong thì nó sẽ hiện cái icon của mình nãy lúc lúc nãy mình tải. Icon ứng dụng này lúc nãy mình tải. Xong mình nhấn vào nhé. Đấy, thì mình sẽ làm theo hướng dẫn đó thôi. Đấy, xong thì mình tiếp tục mình nhìn ở góc dưới nhé. Đây, chọn máy chủ, đây chọn vị trí máy chủ thì mình nhấn vào nha. Mày quảng cáo quên rồi, tắt tắt quảng cáo đi nha. Đây, nhấn nhấn vào lại phần nữa này. Xong thì mình thì ở đây thì có server là Saban, thì nó cái ping nó rất là cao, ping nó rất là mạnh luôn nha. Thì mình sẽ chọn là server Japan nhé, hoặc là bạn có thể chọn server Singapore cũng được.
Đấy, mình nhấn kết nối nhé. Đấy, mình đợi cho cái này nó quay xong nhé. Đấy, mình nó có yêu cầu là yêu cầu kết nối này, mình nhấn ok nhé. Tắt quảng cáo đi này. Đấy, như thế là nó đã kết nối thành công rồi nhé. Bạn chú ý này, ở trên đây này, trên góc trên này nó có hiện cái chìa khóa mới kết nối thành công nhé. Đấy, đã kết nối này. Xong rồi mình trở lại nhé. Đây, nhấn vào cái nhấn F1 hoặc là nhấn cái hình ngôi nhà này. Xong bước tiếp theo thì mình sẽ tải game thôi. Thì mình đè chuột vào cái xe clay này nhá. Mình di chuyển cái xe clay này đi nhé. Từ đè chuột vào này. Đấy, các bạn kéo nó vào cái chữ Y này nè. Đấy, các bạn thấy không? Lúc mình đè chuột mới thấy nha, kéo vào chữ Y nha, mình buông chuột ra này. Xong rồi thì mình nhấn vào bộ nhớ, mình xóa hết dữ liệu của cái xét lay đi, nhấn vào bộ nhớ nhé. Xóa cái captcha này đi này. Xong rồi xóa cái dữ liệu ở trên đi luôn. Ok nha. Đấy, mình chú ý đây nhé, mình xóa xong thì hai cái nút này nó sẽ mất nhé. Đấy, mình vào lại này, vào lại xem lại này. Đấy, hai nút này đã mất rồi nên mình mới tải được nhé. Xong thì mình trở lại thôi, tắt này luôn nhé. Lưu ý là để cái kiwi này lại nhé, không được tắt đi nhé. Xong mình nhấn lại vào set play thôi. Đấy, thì nó đã thành cái set play của Saban rồi. Tiếng Nhật này, tiếng Nhật tiếng đéo này này. Đấy. Thì xong rồi mình tải game. Đây, ở đây có game luôn này, mình có thể nhấn vào luôn cũng được. Hoặc là ông nào muốn tìm kiếm thì tìm kiếm ở trên đây nhé. LLM này. Đấy, Enter này. Đây, liền mình tác chiến này. Xong bạn nhấn vào cài đặt. Ok, đợi tí nha. Đấy, thì nó đã bắt đầu tải cho mình rồi. Thì mấy bạn để chú ý là giữ cái kiwi này cho tới lúc nó tải xong luôn mới được tắt nha. Thì lúc nào tắt thì mình các bạn xem hết video này nhé. Xong rồi thì các bạn đợi cho nó tải 1 GB/s thôi, các bạn vào xem phim hay làm cái gì đó đi, mình sẽ vào xem phim nhé. Đấy, thì tới đây là nó tải xong rồi nhé. Thì mình nó hiện cái ô vuông dưới này, mình tắt ô vuông đi nữa nhé, tắt luôn đi. Xong rồi mình thoát cái clay đi nha. Đấy, thì ngoài màn hình này thì nó đã có game rồi nhé. Thì cũng y như điện thoại thôi, bạn nhấn vào game luôn, tới đơn giản vậy thôi. Đây, bạn nhấn cho phép nhé. Đấy, như thế là tải game thành công rồi, chỉ việc đăng nhập và chơi thôi. Thì đừng nó lo nhé, mình sẽ tua nhanh qua tới khúc mà đăng nhập luôn nhé. Đấy, thì xong rồi thì nó hiện cho mình tải thêm tiếng gì thì mình nhấn vào ok nhé. Đấy, thì nó tải thêm tiếng Trung nữa. Thì đây thì đã có tiếng Anh rồi nhé. Thì mình nhấn thoát nhé. Đây là giao diện của game nhé. Thì mình phải đăng nhập bằng tài khoản Riot mới chơi được nhé. Đây là Riot này. À, cái này chưa chỉnh lại tiếng Anh này. Từ từ để mình chỉnh lại tiếng Anh chứ. Thoát ra này. Đấy, bạn nhấn trên cái hình trái đất này. Đấy, bạn chỉnh lại tiếng Anh. Ok. Đấy, như thế là chúng ta đã chỉnh lại tiếng Anh này nhé. Xong rồi các bạn nhấn vào Riot này. Đấy, các bạn nhấn vào Create Account này. Để mình đọc tiếng Anh hơi kém nhé. Đấy, bạn nhấn vào đây để đăng ký nhé. Thì bạn nhập vào Gmail vào nhé. Nhập đại Gmail cũng được nữa. Đấy, mình nhập Gmail vào này. Xong rồi nhấn tích vào cái ô vuông này mới được nhé. Tích vào ô vuông này. Nhấn vào dấu mũi tên này. Chọn ngày tháng năm sinh này.
Thì cái này thì mình phải chọn năm sinh trước mới được nhé. Thì nó theo nước ngoài, mấy game nước ngoài thì chọn năm sinh trước đấy. Chứ bạn chọn xong ngày, các bạn kéo tháng đi là nó sẽ mất năm tùm lum hết nhé. Thì mình đầu tiên là mình chọn năm sinh trước nhé. 2001 này, kéo xuống này, tháng 2 này đấy. Xong rồi tới ngày này đấy, ok, nhấn đặt nhé. Xong mình nhấn nút mũi tên tiếp theo nhé. Đây là tên nhé, thì mình là Huy CK. Ok, password nhé, password mình nhập password vào nhé. Thì password có chứa số và ký tự nhé. Đấy, ký tự viết qua giấy thường nhé. Xong rồi mình kéo này để nhập lại password nhé. Đây, xong rồi nhấn vào mũi tên tiếp theo. Đây, chọn mấy cái này thì nó hơi rắc rối xíu nha. Thì mấy cái này mình chơi mấy game ghét chọn mấy cái này lắm. Đây, mấy này, nguồn tiếng Anh mà bắt chọn mấy này chết luôn. Đấy, thì cuối cùng đã xong rồi nhé. Cái đủ mé tên đã có người sử dụng hay gì đấy, thì mình thêm số vào nhé. Đấy, đơn giản là vậy thôi. Tiếp theo luôn. Đấy, thì đăng ký cũng rất là đơn giản thôi. Như thế là đã đăng ký xong rồi nhé, không cần xác minh email đâu. Để xong bạn tích vào cái ô này nhé. Xong bạn nhấn vào Accept nhé. Đấy, tới đây là cái phần mà thêm tên nhân vật ở trong game này. Thì bạn nhấn tên nhân vật mình vào nhé. Đấy, MCK, ok. Confirm. Này bạn để cho nó lo một tí nha. Lần đầu vào chơi thì nó hơi lâu thôi. Quên nữa, thì tới cái bước này thì lúc mà đăng nhập game lần đầu được rồi đấy, thì bạn tắt cái chuyển vùng này đi cũng được nữa. Đấy, mình tắt đi luôn này, xong mình xóa đi luôn này. Đấy, chơi vẫn bình thường thôi chứ chả bị gì đâu. Thì cái chuyển vùng này mình chỉ cần đăng nhập lần đầu rồi thôi, xong rồi mình tắt cái chuyển vùng đi là được thôi, chơi game mạng sẽ ổn định lại nhé. Đấy, thì chị video này chỉ có như thế thôi. Thì các bạn cho mình xin nếu thấy video này hay thì cho mình xin một like, một đăng ký nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video này nhé.